Phi lưu tiểu thuyết võng độc nhất vô nhị ký hợp đồng tiểu thuyết. Quốc vận. Sắm vai đế hoàng, đồng đội hư không công tử. Làm tin tài nguyên khô kiệt, thần vực cấm địa hàng lâm. Mỗi quốc gia ngẫu nhiên chọn ra ba người khiêu chiến, tiến vào trong cấm địa thần vực, tuyển thủ cùng quốc vận buộc định, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Dưới tình huống như vậy, buộc chặt thần cấp sắm vai hệ thống, hơn nữa sắm vai thiên đạo đế hoàng hiệp trầm lâm, tiến vào thần vực cấm địa. Hai vị đồng đội còn lại là em gái bình hoa chân đạp hận trời cao, để tóc ngắn màu bạc, cùng với một người đàn ông thận hư sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn bệnh ương ương. Đậu má. Cái quỷ gì vậy? Một học sinh trung học. Một nam thận hư. Còn có một bình hoa. Cái này còn chơi cái gì? Ồ, xong rồi. Cửu châu chúng ta lần này sợ là dê dê rồi ngay tại cửu châu mấy tỷ người xem hô to sông đời thời điểm, bọn họ lại là phát hiện, chân đạp hận trời cao tóc bạc bình hoa, lại vũ lực cao cường. Một thanh đường đao nhẹ nhàng chém vết cấm địa sinh vật. Cái kia thận hư năm càng là triệu hoán ra chính thanh hư không phi kiếm, ngoài ngàn dặm trảm vạn địch. Thẳng đến trầm lâm một tiếng táo giáp hợp thể sau, toàn cầu sôi trào. Mạng tiểu thuyết phi lương nhắc nhở ngài. Bản tiểu thuyết cùng nhân vật chỉ là hư cấu, nếu có giống nhau, chỉ là trùng hợp, chớ bắt trước. Một, đóng vai thiên đạo đế hoàng. Thần vực cấm địa buông xuống. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Ta đi. Người anh em. Giáp này của ngươi lấy ở đâu ra? Thật đẹp trai a. À. Người anh em dừng bước. Đến đây. Chụp ảnh chung với tôi đi. Chỉ một tấm thôi. Anh bạn. Nhân vật anh đóng là bộ phim đặc biệt nào? Sao tôi chưa từng thấy qua? Là kỵ sĩ mặt nạ sao? Kỵ sĩ mặt nạ. Áo giáp anh em này mặc. Vừa nhìn đã biết là áo giáp trong phim đặc biệt sản xuất trong nước. Phim đặc biệt sản xuất trong nước. Quốc gia chúng ta có phim đặc biệt sản xuất trong nước không? Cô Play Carnival hoạt động bên trong, tất cả nam sinh cơ hồ toàn bộ vây quanh cùng một chỗ tranh nhau muốn cùng mặt đế hoàng áo giáp trầm lâm, chụp ảnh lưu niệm. Dù sao, trầm lâm xuyên này một thân màu vàng đế hoàng khải giáp, thật sự là quá mức chói mắt cùng khí phách. Nhất là bộ mặt khôi giáp kia, càng là để lộ ra một cổ không giận tự uy uy cảm giác, làm cho người ta vừa nhìn liền tâm thần rung động. Đinh Chúc mừng ký chủ nhân vật diễn xuất trình độ đột phá 10%. Đột nhiên, một đạo thanh âm ngọt ngào, tại trầm lâm bên tai thình lình vang lên nói chúc mừng ký chủ đạt được thần cấp sắm vai khen thưởng. Sau đó, chỉ có chính mình có thể nhìn thấy hệ thống chuyên biệt thuộc tính bản, liền từ trầm lâm trước mắt bỗng nhiên bắn ra. Sắm vai nhân vật Thiên đạo đế hoàng Trình độ diễn xuất 10% Mở khóa phần thưởng Đại lưng đế hoàng Mắt nhìn bản hệ thống trước mắt, trầm lâm dưới khôi giáp đế hoàng lập tức thở dài, trên khuôn mặt thanh tú lộ ra nụ cười trình độ diễn xuất nhân vật, rốt cục đột phá 10%. Xem ra ba tháng này cố gắng không có uổng phí. Ba tháng trước, trầm lâm bởi vì một hồi ngoài ý muốn, từ địa cầu xuyên qua đến cái này gọi là Lam Tinh, thế giới song song. Tại xuyên Việt đến Lam Tinh đồng thời, Trầm Lâm còn trói định một cái gọi là thần cấp sắm vai hệ thống. Thần cấp sắm vai hệ thống, tên như ý nghĩa. Chính là hệ thống yêu cầu chính mình, sắm vai nhân vật do hệ thống ngẫu nhiên chọn ra. Mà Trầm Lâm sắm vai nhân vật đầu tiên, chính là áo giáp đế vương trong phim Khải Giáp. Thiên đạo đế hoàng. Đối với nhân vật này, Trầm Lâm có thể nói là phi thường quen thuộc. Rốt cuộc, vị nam hài tử nào mà không có một giấc mộng áo giáp chứ? Nhưng mà... Quen thuộc thì quen thuộc. Đóng vai mà nói, Trầm Lâm cũng không thể nào xuống tay. Làm thế nào để chơi thứ này? Cuối cùng, Trầm Lâm nghĩ ra một biện pháp giải quyết. Giải pháp đó là chính mình bỏ tiền định chế một bộ đế hoàng áo giáp, sau đó cả ngày mặc bộ này đế hoàng áo giáp đi trước các loại cosplay lễ hội hoạt động. Vì vậy, sau 3 tháng cosplay liên tục, tiến độ đóng vai của Thẩm Lâm cuối cùng cũng đột phá 10%. Rời khỏi hiện trường hoạt động cosplay, Thẩm Lâm đi vào trong nhà vệ sinh của cosplay, sau đó cởi áo giáp trên người. Cởi áo giáp về sau, trầm lâm liền nhìn thấy bên hông của mình nơi đó, chẳng biết lúc nào nhiều ra một cái đai lưng. Thắt lưng này, không gì khác. Đúng là hệ thống thưởng cho mình đai lưng đế hoàng. Có cái này thật đế hoàng đai lưng, về sau ta có thể không cần lại mặt này bộ giả đế hoàng áo giáp. Sờ sờ thắt lưng đế hoàng bên hông, thẩm lâm càng nhìn càng hài lòng. Duy nhất để trầm lâm cảm thấy bất mãn sự tình, chính là tại lam tinh thế giới này, cũng không có cái gì dị năng thú để cho mình tiêu diệt ai ta hiện tại đều có chút hoài nghi chính mình có phải hay không xuyên nhầm cái gì thế giới dựa theo đạo lý bình thường mà nói nếu mình sắm vai là thiên đạo đế hoàng vậy xuyên qua thế giới cũng có thể là dị năng thú hoặc là các loại tận thế tai nạn tràn ngập quái vật thế giới nhưng là chính mình lại xuyên qua đến hiện đại khoa học kỹ thuật phát triển thế giới bất quá ta cảm giác lam tin này cũng sắp chơi xong rồi Chính mình trước mắt vị trí cái này, Lam Tinh, thế giới song song, tuy rằng lịch sử phát triển cùng địa cầu cơ hồ tương tự, nhưng là khoa học kỹ thuật trình độ lại muốn xa xa dẫn trước với địa cầu mấy tầng thứ. Nhưng cũng chính là bởi vì nguyên nhân này mới dẫn đến Lam Tinh các nơi tài nguyên bị các quốc gia điên cuồng khai thác. Do đó, dẫn đến tài nguyên của Lam Tinh bị khai thác quá mức. Cuối cùng, dẫn phát các loại đại tai nạn bộc phát. Thậm chí, còn có chuyên gia tiên đoán Lam Tinh tài nguyên nếu như lại bị khai thác quá độ, rất có thể tại trăm năm bên trong diệt vong. Cho đến lúc này, lãnh đạo các quốc gia mới kịp phản ứng, hạ lệnh cấm khai phá tài nguyên lần nữa. Nhưng lúc này cấm chỉ đã làm mất bò mới lo làm chuông. Bất quá, Lam Tinh coi như là thật diệt vong, ta vẫn như cũ cũng có thể ở trong vũ trụ sinh tồn đi. Trầm Lâm hồi tưởng lại thiết lập về đế hoàng hiệp, bỗng nhiên cảm thấy Lam Tinh cho dù thật sự diệt vong, chính mình cũng không cần phải sợ hãi. Ngay tại thời điểm trầm lâm nghĩ như thế, dị biến nổi lên. Chỉ nghe thấy một thanh âm máy móc lạnh như băng, ở bên tai trầm lâm. Không. Là ở bên tai mấy tỷ người lam tinh, đồng thời vang lên. Cảnh cáo. Thần vực cấm địa sắp mở ra. 30 phút sau, lam tinh 197 cái trong quốc gia, sẽ ngẫu nhiên rút ra ba vị người khiêu chiến, tiến vào thần vực cấm địa. Khi tất cả người khiêu chiến tiến vào thần vực cấm địa về sau, người khiêu chiến tại thần vực cấm địa hành trình thám hiểm, sẽ lấy đồng bộ phát sóng trực tiếp phương thức, tại các đại phát sóng trực tiếp bình đài đồng thời mở ra. Quy tắc người khiêu chiến phía dưới, xin hãy ghi nhớ. một Phàm là ngẫu nhiên rút thăm tiến vào thần vực cấm địa người khiêu chiến, sẽ buộc định quốc vận của quốc gia mình, nếu là người khiêu chiến bất hạnh tại thần vực cấm địa tử vong, như vậy quốc vận của quốc gia này, sẽ tiến hành ngẫu nhiên trừng phạt. 2. Phàm là người khiêu chiến ở thần vực cấm địa bên trong thu được đặc thù, tính chỉ định vật phẩm, cùng với tìm được các loại tài nguyên, đều sẽ lấy gấp trăm lần phương thức, toàn bộ cụ hiện đến quốc gia này trong. Trong thần vực cấm địa, nếu như người khiêu chiến của quốc gia A giết chết người khiêu chiến của quốc gia B, như vậy tài nguyên mà quốc gia B đạt được, sẽ toàn bộ chuyển dời đến quốc gia A. Sau khi thần vực cấm địa mở ra, vũ khí hạt nhân của các quốc gia Lam Tinh đều sẽ tự động biến mất cho đến khi thần vực cấm địa kết thúc mới xuất hiện. Năm, thần vực cấm địa bên trong, tồn tại các loại mảnh thú hung mảnh, cùng với cư trú tàn bạo thổ dân, tại người khiêu chiến tự thân thực lực không đủ thời điểm, đề nghị không nên khiêu khích chúng nó. Sáu, các quốc gia tại mỗi tuần trong vòng, đều có thể tuyên bố ba điều, chỉ có trói định nhà mình quốc vận người khiêu chiến nhìn thấy đặc thù nhắc nhở. Bảy, người khiêu chiến ở thần vực cấm địa bên trong, nếu như bị thần vực cấm địa bên trong mảnh thú hoặc thổ dân giết chết, như vậy này người khiêu chiến quốc gia sẽ giáng lâm, giống nhau mảnh thú cùng thổ dân. Vì đất nước của bạn, xin hãy cố gắng sống sót. Phía dưới, mở ra cấm địa thần vực đến ngược. 2959, 2958, 2957 2. Cấm địa trực tiếp, cậu lai hoa tư phiếu đánh giá. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Nghe đến ngược bên tai, mấy tỷ người sống ở Lam Tinh nhất thời giống như điên rồi. Trong lúc nhất thời, các quốc gia truyền thông tin tức đều là đưa tin về thần vực cấm địa sự tình. Cho dù là lãnh đạo các quốc gia, cũng là đang họp thảo luận. Lam Tinh sinh hoạt mấy tỷ người, đối với cái này thần vực cấm địa, tại thời khắc này tràn ngập không biết sợ hãi cùng tò mò. Trên Internet, lại càng giống như nổ tung. Các vị huynh đệ, các ngươi có nghe được tiếng máy móc vừa rồi không? ta hiện tại cảm giác mình đang nằm mơ thần vực cấm địa các bằng hữu treo lơ lửng các ngươi có ai biết thần vực cấm địa là địa phương nào không ngươi hỏi câu này giống như ngu ngốc ngươi cảm thấy nếu có người đi qua vậy còn có thể sống sao mẹ ơi thần vực cấm địa nghe có vẻ kích thích ta hiện tại thật muốn đi vào bên trong xem hy vọng rút được ta rút được ngươi mẹ nó trên lầu tay chân nhỏ của ngươi nếu cửu châu chúng ta trút được ngươi vậy lão tử trước khi ngươi tiến vào cấm địa thần vực tuyệt đối sẽ sớm đánh chết ngươi ngươi khiêu chiến tiến vào cấm địa thần vực nhưng toàn bộ buộc chặt quốc vận của quốc gia mình nếu như chết ở trong cấm địa thần vực vậy quốc vận của quốc gia chúng ta cũng sẽ bị trừng phạt ông trời phù hộ phu hồ cửu châu chúng ta có thể ngẫu nhiên chọn được mấy vị đại ca tốt nhất là loại đại ca có thể treo cổ hy vọng người khiêu chiến cửu châu chúng ta có thể tìm được một hồ nước ngọt ở cấm địa thần vực ta cũng hy vọng người khiêu chiến cửu châu chúng ta có thể tìm được tài nguyên nước ở cấm địa thần vực nhỏ kết cấu của các ngươi quá nhỏ muốn ta nói a à, người khiêu chiến cửu châu chúng ta tốt nhất là có thể tìm được một mỏ vàng như vậy cửu châu chúng ta sẽ có một trăm mỏ vàng đến lúc đó mỗi người một mỏ khá lắm lầu trên anh đang nghĩ cái trắm ăn sao ta không cầu người khiêu chiến có thể tìm được tài nguyên nước gì ta chỉ cầu bọn họ không chết những lời này nói một chút cũng không sai chỉ cầu bọn họ không chết trên mạng các quốc gia cư dân mạng đều đang thảo luận nhất là tại thảo luận đến Thần vực cấm địa bên trong tài nguyên có thể gấp trăm lần cụ hiện đến hiện thực thời điểm, càng là giống như điên rồi đồng dạng. Chính như lời trước nói như vậy, hiện tại Lam Tinh, bởi vì tài nguyên bị khai phá quá độ, đã sớm biến thành trăm ngàn lỗ thủng. Nếu như có người khiêu chiến ở thần vực cấm địa bên trong, tìm được nước ngọt các loại tài nguyên, vậy sẽ lấy gấp trăm lần phương thức toàn bộ cụ hiện đến quốc gia của mình bên trong. Điều này có nghĩa là quốc gia của mình sẽ bởi vì cái này thần vực cấm địa, bay lên. Cho nên khi nghĩ tới đây, mấy trăm triệu quốc dân các quốc gia Lam Tinh đều sôi trào vào giờ khắc này. Thần vực cấm địa Trói định quốc vận Gia niên hoa hiện trường bên trong, trầm lâm mắt nhìn chung quanh đều đang thảo luận thần vực cấm địa, người qua đường, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Không nghĩ tới xuyên qua lâu như vậy, cái này Lam Tinh cư nhiên còn có ẩn dấu phó bản thế giới. Cũng không biết, thần vực cấm địa này có thể chọn chúng ta hay không? Hiện tại, Trầm Lâm đối với thần vực cấm địa này tràn ngập tò mò. Thậm chí, Trầm Lâm còn có một loại cảm giác. Cảm giác thiên đạo đế hoàng của mình sắm vai trình độ, sau khi tiến vào thần vực cấm địa, tuyệt đối sẽ đột nhiên tăng mạnh. Tuy nhiên, dân số cửu châu có hơn 30 ức. Hơn 30 ức nhân khẩu, từ bên trong ngẫu nhiên chọn ra hai tới ba vị người khiêu chiến, tỷ lệ này thật sự là quá thái quá. Mà lúc thẩm lâm nghĩ như thế, âm thanh đến ngược máy móc bên tai đột nhiên dừng lại một chút. Ngay sau đó, trầm lâm nghe được thanh âm không giống nhau. Chúc mừng ngươi, người khiêu chiến may mắn. Ngươi được thần vực cấm địa chọn trúng, buộc chặt quốc vận cửu châu. Mười phút sau, ngươi sẽ bị truyền tống đến thần vực cấm địa. Trong khoảng thời gian này, ngươi có thể chuẩn bị đầy đủ vật tư cần thiết. Thỉnh chú ý, vật tư có thể mang theo vũ khí nóng, tỉ như súng ống các loại, nhưng là bệ phóng tên lửa, lựu đạn các loại vũ khí không cách nào mang theo. Đến ngược, chính thức bắt đầu. 0959, 0958, 0957. Ta cư nhiên bị chọn trúng. Vận khí này thật tốt. Nghe thanh âm đến ngược khác bên tai, nội tâm thẩm lâm tuy rằng cũng kích động, nhưng còn không đến mức kích động đến thất thố. Chuẩn bị vật tư cần thiết, ta ngược lại không có vật tư cần thiết mang theo đối với thẩm lâm mà nói vật tư mình cần chỉ có một kiện kiện vật tư kia chính là đai lưng đế hoàng nếu không mang theo một ít đồ ăn đồ uống sau khi cẩn thận ngẫm lại thẩm lâm quyết định đi mua chút đồ ăn uống dù sao ở chỗ cấm địa thần vực cũng không có cửa hàng tiện lợi gì ngay sau đó thẩm lâm liền đeo ba lô của mình đi tới cửa hàng tiện lợi gần đó chọn lựa đồ ăn thức uống mà tại trầm lâm mua đồ ăn thời điểm, còn lại quốc gia trói buộc quốc vận người khiêu chiến nhóm, thì là trước tiên tìm kiếm chính mình quốc gia trợ giúp. Dưới sự trợ giúp của quốc gia, bọn họ có thể nói là chuẩn bị đầy đủ. Từng những thứ này hẳn là đủ rồi. Nhìn trong ba lô tràn đầy đồ ăn, thẩm lâm rất hài lòng. Sau đó, thẩm lâm lại nghe tiếng đến ngược bên tai. Không không năm Còn một phút cuối cùng mắt nhìn đường phố, thẩm lâm phát hiện trên đường phố tất cả người đi đường, giờ phút này cương nhiên toàn bộ vẻ mặt khẩn trương đứng ở nơi đó. Hơn nữa, đầu còn đang nhìn về phía đồng bạn bên cạnh. Bọn họ tại thời khắc này, đều muốn nhìn một chút, đến cùng là ai trói định quốc vận của quốc gia mình. Dưới bầu không khí căng thẳng như vậy, đến ngược vẫn tiếp tục. 0010 0009 0008 0007 0003 0002 0001 0000 Đếm ngược kết thúc Tuyển thủ các quốc gia cố định vận mệnh quốc gia Tiến vào cấm địa thần vực Trong nháy mắt, thân ảnh trầm lâm Biến mất ở đường phố Mà tại trầm lâm biến mất cùng một lúc Làm tình các quốc gia phát sóng trực tiếp trên bình đài Đột nhiên trống rỗng toát ra Hơn 100 cái tiêu đề là thần vực cấm địa Phòng phát sóng trực tiếp sau khi nhìn thấy nhiều phòng truyền hình trực tiếp cấm địa thần vực như vậy, cư dân mạng các quốc gia cũng phát điên tìm kiếm phòng truyền hình trực tiếp của quốc gia mình. Các huynh đệ Ta tìm được phòng phát sóng trực tiếp cấm địa thần vực cửu châu rồi. Mau tới đây. Ở phòng phát sóng trực tiếp số 3. Tuy rằng thần vực cấm địa truyền hình trực tiếp gian rất nhiều, nhưng tại 3 tỷ 9 châu người tìm tòi hạ, không đến 10 giây liền tìm được. Sau đó, dưới sự bôn tẩu thông báo, Ba tỷ cư dân mạng toàn bộ tràn vào phòng truyền hình trực tiếp trói buộc vận mệnh quốc gia của mình. Nhìn phòng truyền hình trực tiếp cấm địa thần vực của quốc gia mình, trái tim của ba tỷ cư dân mạng đồng thời thấp thỏm bất an nhảy lên. Ba, cửu châu ba cái người khiêu chiến là kỳ hoa cầu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Mẹ ơi, ta hiện tại cảm giác tim đập thật nhanh a. À, phòng truyền hình trực tiếp cấm địa thần vực này. Sao còn không mau ra hình a, đang chờ đợi. Ta sợ là bệnh tim cũng sắp tái phát. Phật tổ phù hộ. Phù hộ cửu châu chúng ta thần vực cấm địa người khiêu chiến là đại ca. Tốt nhất là mở một đường treo ngoài đồng thời không phong hào đại ca. Ngươi lúc này cầu Phật tổ hữu dụng sao? Còn không bằng cầu chúng ta cửu châu bản thổ đạo giáo thái thượng lão quân đâu. Cho dù là Ngọc Hoàng đại đế cùng vương mẫu nương nương cũng được a. À? bất kể là thần tiên đường nào. Hy vọng các ngươi phù hộ người khiêu chiến cửu châu chúng ta. Phù hộ bọn họ không phải chết ở cấm địa thần vực. Ta hiện tại lo lắng nhất sự tình chính là trói buộc chúng ta cửu châu quốc vận người khiêu chiến, ngàn vạn lần không nên là cái gì hùng hài tử, vạn nhất đối phương là mấy tuổi hùng hài tử. Nằm rảnh. Trên lầu. Mau ngậm miệng quả đen lại. Nếu người khiêu chiến cửu châu chúng ta thật sự là hùng hài tử, ta không đánh chết ngươi. Nhìn phòng truyền hình trực tiếp còn chưa có biểu hiện ra hình ảnh, mấy tỷ cư dân mạng cửu châu, trái tim nhỏ bé thình thịch đập loạn không ngừng. Trong phòng truyền hình trực tiếp đầy mạng đạn, cũng đều là thuần một sắc cầu các lộ thần tiên, phù hộ người khiêu chiến quốc gia mình. Vì vậy, dưới sự chú ý của vạn người, trong phòng truyền hình trực tiếp thần vực cấm địa cửu châu, rốt cục cũng sáng lên hình ảnh mau nhìn mau nhìn các huynh đệ có hình ảnh rồi nhìn thấy hình ảnh sáng lên lòng mọi người lập tức nhắc tới sau đó bọn họ liền nhìn thấy trong phòng truyền hình trực tiếp của quốc gia mình lại là một biển rừng mênh mông liếc mắt một cái nhìn không thấy biên giới trong biển rừng bốn năm người đàn ông trưởng thành ông chặt mới có thể ông lấy trăm mét thương thiên cổ thụ cơ hồ khắp nơi đều có ngoài ra còn có các loại hình thể khổng lồ quái điểu cùng với nhìn không thấy bóng dáng giả thú, ở trong biển rừng phát ra chói tai kêu gào. Nằm rảnh. Đây là rừng rậm sao? Lớn như vậy. Thần vực cấm địa lại là rừng rậm. Trong rừng rậm này có thể có lợn rừng và sói hoang gì không? Ngươi hỏi những lời này không phải đều là nói nhảm sao? Trong rừng rậm khẳng định sẽ có sói hoang cùng lợn rừng loại này giả thú. Các ngươi mau nhìn những cây này. Thật mẹ nó thô a, à, ta phỏng chừng những cây này hẳn là có trăm năm. Trăm năm. Không chỉ có thể trưởng thành như vậy, ít nhất ngàn năm. Không phải. Các ngươi có thấy chim bay trên bầu trời rừng rậm không? Những con chim đó thật sự là đủ lớn. Ta chưa từng thấy qua. Nhìn thấy cấm địa thần vực lại là một mảnh rừng rậm vô biên vô hạn, hơn nữa còn có các loại cây cối và chim chóc mình chưa từng thấy qua cư dân mạng cửu châu xem trực tiếp, nhất thời trận trong mắt. Phải biết rằng, trong biển rừng mênh mông tràn ngập không biết này, rất có thể. Không. Là nhất định cư trú các loại giả thú. Trong đó, còn có những cái kia tuy rằng thể tích nhỏ yếu, nhưng chứa đựng trí mạng độc tố các loại độc trùng sinh vật. Một khi bị những độc trùng này cắn trúng độc, vậy thì thảm rồi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nguyên bản liền thấp thỏm bất an tâm. Vào giờ phút này càng thêm nhanh chóng, thình thịch nhảy lên. Ngay tại Cửu Châu cư dân mạng nội tâm tràn ngập lo lắng thời điểm, thần vực cấm địa bên trong, một đạo cột sáng đột nhiên từ không trung rơi xuống. Lập tức, một người trẻ tuổi lưng đeo đầy đồ đạc ba lô, thình lình xuất hiện trong phòng truyền hình trực tiếp thần vực cấm địa Cửu Châu. Khi nhìn thấy vị này 17-18 tuổi, tướng mạo thanh tú, lưng đeo một cái ba lô lớn người trẻ tuổi xuất hiện ở thần vực cấm địa truyền hình trực tiếp gian màng đạn nhất thời nổ tung nồi ta không nhìn lầm chứ người trẻ tuổi trong thần vực cấm địa này chính là người khiêu chiến trói buộc cửu châu quốc vận chúng ta ta đi tiểu ca này không khỏi cũng quá trẻ tuổi đi có phải hay không còn đang học trung học a các ngươi nhìn vị khiêu chiến này xem mặc một thân quần áo thoải mái còn đeo một cái cặp sách lớn đây là tới ni mã du lịch sao không được không được tôi đột nhiên cảm thấy huyết áp cao chết tiệt một người trẻ tuổi bình thường như vậy đến cấm địa thần vực không phải là chịu chết sao người tốt xấu gì cũng mang theo đau a à. mẹ nó các ngươi được chưa ở trong này mắng cái gì cửu châu chúng ta ba tỷ nhân khẩu các ngươi sẽ không cho rằng mỗi người đều là giải ngũ quân nhân chứ không chọn người mù đã là không tệ rồi được rồi được rồi mọi người bình tĩnh một chút đây mới là vị khiêu chiến đầu tiên của cửu châu chúng ta còn có hai vị chưa xuất hiện không chừng vị tiếp theo chính là đại ca bộ đội đặc chủng đúng vậy cửu châu chúng ta còn có hai người khiêu chiến hai người khiêu chiến còn lại sao còn ra không phải lạc đường chứ ngay tại thời điểm tất cả cư dân mạng cửu châu mê hoặc lại có một đạo quan trụ từ không trung ào ào rơi xuống sau đó, một vị để tóc ngắn màu bạc, tướng mạo tinh xảo, làn da trắng tạm thời dáng người cao gầy mỹ nữ, xuất hiện ở thần vực cấm địa bên trong. Nhìn cấm địa trong ánh mắt, mỹ nữ tóc ngắn màu bạc vỗ vỗ trồn nhung khoác trên vai, một bên đem đường đao cắm ở bãi đất trống bên chân, một bên nhìn về phía người đồng hành đứng ở một bên mình. Sau khi nhìn thấy người khiêu chiến cửu châu thứ hai xuất hiện ở cấm địa thần vực, màn đạn trực tiếp của cấm địa thần vực cửu châu lập tức điên rồi. Ta 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 đi. Vị tiểu tỷ tỷ tóc bạc này là ai vậy? Tướng mạo cùng cách ăn mặc này quả thực là rất hợp khẩu vị của ta. Các huynh đệ. Sau khi nhìn thấy đôi chân dài của vị tiểu tỷ tỷ tóc bạc này, ta ngay cả tên hại tử hai người chúng ta cũng nghĩ kỹ rồi. Hay lắm. Lầu trên. Anh uống bao nhiêu rượu vậy? Sao lại chỉ nghĩ những chuyện tốt không thực tế chứ? Không phải? những lão sắc phôi các ngươi có thể bình tĩnh một chút hay không nơi này là cấm địa thần vực tướng mạo có đẹp hơn nữa đùi có dài hơn nữa vậy thì có ích lợi gì chúng ta hiện tại cần chính là thực lực không phải bình hoa xong rồi các huynh đệ cửu châu ba bi quy chúng ta liên kết hai vị khiêu chiến vận mệnh cửu châu chúng ta thật sự là bình thường đến không thể bình thường hơn lần này thật sự chơi xong rồi nếu như đặt ở bình thường trong phòng phát sóng trực tiếp đột nhiên xuất hiện một vị mỹ nữ tướng mạo tuyệt mỹ như thế vậy tuyệt đối sẽ thu hoạch trái tim thiếu nữ của tất cả nam nhân cùng với đông đảo chuyên nghiệp liếm chó nhưng vấn đề là hiện tại nơi này là thần vực cấm địa một cái tràn ngập không biết tử vong nguy cơ cấm địa tướng mạo có đẹp hơn nữa thì có ích lợi gì cửu châu hiện tại cần chính là loại người có chiến lực bạo biểu huyết áp của ta a à, hiện tại thật sự là càng tăng càng cao lão thiên gia a à, cầu ngài phù hộ phù hộ chúng ta cửu châu vị thứ ba khiêu chiến là một vị tráng hán a à. hiện tại cửu châu ba tỷ người đem hy vọng cuối cùng của mình toàn bộ ký thác ở vị khiêu chiến thứ ba trói buộc cửu châu quốc vận trên người vì vậy ngay tại ba tỷ người thấp thỏm chờ mong ánh mắt nhìn chăm chú cửu châu vị thứ ba thần vực cấm địa người khiêu chiến, giáng lâm cấm địa. Trao. Cột sáng thứ ba rơi xuống. Chờ cột sáng biến mất, một màn khiến tim 30 người cửu châu đột nhiên ngừng đập đã xảy ra. Năm 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 năm. Đây mẹ nó là đồ chơi gì? Nhìn người khiêu chiến cửu châu thứ ba phủ xuống cấm địa thần vực, 30 ức người cửu châu nhất thời tuyệt vọng. Cho dù là nhân viên chính phủ cửu châu cũng kinh sợ chỉ thấy, cửu châu vị thứ ba người khiêu chiến, lại là một vị sắc mặt vô cùng tái nhợt, hơn nữa một đôi mắt cũng là vô cùng đen kịt bạch diện, thư sinh. Khủ khủ. Nhìn ánh mắt vực cấm địa, bạch diện thư sinh nhất thời che miệng đi, lớn tiếng ho khan kia một bộ yếu đuối dáng vẻ, làm cho người ta thoạt nhìn giống như là thức đêm nhiều năm, sắp chết bệnh tình nguy kịch dáng vẻ. 4. Cửu châu ba tỷ người tê, cầu lai like tươi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio nhìn thấy người khiêu chiến trói buộc vận mệnh quốc gia cửu châu của mình lại là ba vị khiêu chiến kỳ quái như thế một tia hy vọng còn sót lại trong nội tâm ba tỷ người cửu châu trực tiếp tan vỡ sạch sẽ ta mẹ nó nhìn thấy người khiêu chiến thứ ba cửu châu chúng ta ta con mẹ nó trực tiếp phá phòng ngự a các huynh đệ mẹ nó người khiêu chiến thứ ba là cái quỷ gì vậy hai người khiêu chiến trước coi như là bình thường thế nào nhưng ít nhất cũng là người bình thường a à, sao người thứ ba lại là bệnh quỷ chứ? mẹ nó bệnh quỷ này rốt cuộc là chịu đựng mấy ngày đêm a à, các ngươi nhìn xem vành mắt thâm quần này đều sắp lún vào rồi xong rồi cửu châu chúng ta lần này thật sự xong rồi bệnh quỷ này ta cảm giác không cần tiến vào cấm địa thần vực hắn phỏng chừng cách cái chết cũng không xa vừa rồi ta đi nhìn thoáng qua phòng truyền hình thần vực của hải đăng quốc phát hiện ba vị người khiêu chiến của quốc gia bọn họ lại đều là quan huấn luyện của đội đột kích hải cẩu trời ạ à, sĩ quan huấn luyện của đội đột kích hải cẩu còn ba vị này mẹ nó có phải có chút thái quá hay không các vị huynh để treo cổ vậy người khiêu chiến anh hoa quốc đâu đừng nói nữa anh hoa quốc có ba người khiêu chiến trong đó có hai người đều là niêm gia. Người còn lại được xưng là kiếm thuật mạnh nhất của anh Hoa Quốc. Căn bản là một con rồng. Các huynh đệ, ta liền nói với các ngươi như vậy đi. Những quốc gia khác khiêu chiến, cơ hồ đều là nhân trung chi long, mỗi cái đều là đại ca. Những quốc gia khác khiêu chiến nhóm, hoặc là bộ đội đặc chủng huấn luyện viên, hoặc là niêm gia cùng kiếm thuật đại sư, còn có một ít giả ngoại sinh tồn chuyên gia vân vân. Chỉ có người khiêu chiến cửu châu, là một người trẻ tuổi thoạt nhìn bình thường, cùng với một nữ nhân dáng người tuyệt hảo, khuôn mặt xinh đẹp, nhưng trên thực tế lại là bình hoa. À, thiếu chút nữa quên mất. Còn có một vị bệnh quỷ sắp bệnh nguy kịch. So sánh như vậy, cửu châu ba tỷ người, nhất thời cảm giác quốc gia của mình, sợ là thật muốn lành lạnh. Ngay tại cửu châu ba tỷ người, đã nghĩ kỹ đem mình chôn ở địa phương nào thời điểm, những quốc gia khác cư dân mạng, cũng là lần lượt tiến vào Cửu Châu thần vực cấm địa trong phòng phát sóng trực tiếp. Khi bọn họ nhìn thấy ba vị khiêu chiến trói buộc Cửu Châu quốc vận, lại là đội hình kỳ quái như thế, nhất thời bắt đầu hả hê khi người gặp họa. Thượng đế a, à, các ngươi đoán ta nhìn thấy cái gì? Trong ba người khiêu chiến trói định Cửu Châu quốc vận, lại có một tên bệnh quỷ sống dở chết dở. Cửu Châu lần này tuyệt đối là xong rồi cứ nhiên sẽ chọn ra ba cái kỳ quái như vậy đến thần vực cấm địa bọn họ cho rằng mình là tới nơi này nghỉ phép du lịch sao ha ha hừ cửu châu lần này chết chắc rồi anh hoa quốc chúng ta tuyệt đối sẽ ở trong cấm địa thần vực trở thành siêu cường quốc lam tinh chết tiệt tên quỷ anh đào này từ đâu tới mau cúc về phòng truyền hình đi móa anh hoa quốc các ngươi còn muốn cái kia bước mặt sao còn trở thành lam tinh siêu cấp đại quốc ta phi với thực lực của các ngươi trong lòng mình không có bức số sao bát giác đám cửu châu chết tiệt các ngươi lại dám vũ nhục anh hoa đế quốc chúng ta chết rồi chết rồi ha ha người cửu châu các ngươi mạnh miệng đi chờ hai vị khiêu chiến của quốc gia các ngươi toàn bộ chết ở cấm địa thần vực ta xem các ngươi còn mạnh miệng như thế nào chờ cửu châu các ngươi diệt vong thế giới chính là hải đăng quốc tự do thuộc về chúng ta thế giới không thể thuộc về hải đăng quốc các ngươi cũng không thể thuộc về cửu châu thế giới này chỉ có thể thuộc về đại bổng tử đế quốc chúng ta đại bổng tử đế quốc vạn tuế nhìn thấy trong phòng truyền hình trực tiếp cấm địa thần vực của quốc gia mình đột nhiên có ngàn vạn cư dân mạng nước ngoài xông vào hơn nữa còn trào phúng quốc gia của mình trong phòng truyền hình trực tiếp cư dân mạng cửu châu trực tiếp hóa thân thành người cùng tổ an khi cư dân mạng các nước đối đầu với nhau chính phủ các nước cũng tổ chức các tổ chức chính phủ khác nhau đóng quân trong các nền tảng lớn thời khắc chú ý người khiêu chiến thần vượt cấm địa trói buộc quốc vận quốc gia mình một khi phát hiện cái gì ngoài ý muốn bọn họ sẽ dùng nhắc nhở một tuần chỉ có thể sử dụng hai lần nhắc nhở tuyển thủ quốc gia mình Ví dụ như Cửu Châu bên này chính thức phòng truyền hình trực tiếp, tại thành lập thành công phòng truyền hình trực tiếp về sau, liền mời nổi tiếng giả ngoại sinh tồn chuyên gia Đức Gia. Đồng thời, Cửu Châu còn đang ở trong phòng truyền hình trực tiếp, mời được xưng trong nước đẹp nhất nữ MC. Băng băng Sau khi nhìn thấy người dẫn chương trình băng băng, màn đạn trong phòng truyền hình trực tiếp, đều là đầy màn hình vợ băng băng anh yêu em, vân vân. Đối với màn đạn trong phòng truyền hình trực tiếp, băng băng không để ý tới mà nhìn về phía hai người khiêu chiến cửu châu trong phòng truyền hình trực tiếp thần vực. Hiện tại, hai người khiêu chiến cửu châu này, có thể nói nhất cử nhất động đều liên quan đến vận mệnh quốc gia cửu châu. Liên quan đến vận mệnh ba tỷ người ở cửu châu. Nơi này, chính là thần vực cấm địa sao. Trong biển rừng mênh mông của cấm địa thần vực. Trầm lâm một bên tò mò nhìn về bốn phía, một bên nhìn một bên cùng mình đều là cửu châu trận doanh hai vị người khiêu chiến. Đồng hành giả, xin chào. Nhìn xem màu bạc tóc ngắn mỹ nữ cùng bạch diện thư sinh, Trầm Lâm làm cái đơn giản tự giới thiệu nói. Ta tên Trầm Lâm. Nhìn Thẩm Lâm tươi cười, Bạch Nguyệt Khôi bình thản nói. Xin chào, ta là Bạch Nguyệt Khôi. Quả nhiên là Bạch Nguyệt Khôi nha. Khi Bạch Nguyệt Khôi vừa xuất hiện thần vực cấm địa, Trầm Lâm cũng đã thông qua vẻ bề ngoài của đối phương, đoán ra họ tên. Dù sao, diện mạo cùng cách ăn mặc của Bạch Nguyệt Khôi, cùng vị Bạch Nguyệt Khôi trong ấn tượng của mình, quả thực là giống nhau như đúc. Chỉ là không biết thực lực, có phải cũng giống như vậy hay không? Lắc đầu, Trầm Lâm lại nhìn về phía vị kia không chỉ có sắc mặt tái nhợt, hơn nữa vành mắt vẫn là nghiêm trọng thâm hắc, một bộ bệnh nguy kịch bộ dáng bạch diện thư sinh nói. Vị đại ca này, ngươi hẳn là hư không công tử A. À? Ồ, vị tiểu huynh đệ này, ngươi biết ta. Ta khụ khụ nghe thẩm lâm hô lên danh hiệu của mình trong mắt hư không công tử nhất thời hiện lên một tia kinh ngạc vừa muốn chuẩn bị nói mấy câu chợt lớn tiếng ho khan với cách ăn mặc sáng chói này ta rất khó không nhận ra ngươi nha trong lòng thẩm lâm yên lặng chăm chọc bạch nguyệt khôi một mực quan sát cấm địa thần vực chợt nhìn về phía biển rừng phía đông sau đó bạch khôi ngay cả thương lượng cũng không thương lượng một bên tay phải bắt lấy đường đao bên chân một bên nói chúng ta đi về phía đông các ngươi nhớ theo sát ta không có dư thừa nói nhảm bạch nguyệt khôi trực tiếp bước một đôi chân dài trắng mịn hướng lâm hải phía đông phương hướng đi đến nhìn thấy bạch nguyệt khôi hướng phía đông đi đến trầm lâm cùng hư không công tử hai người cũng không có gì do dự đi theo đối phương phía sau cùng nhau đi về phía trước thấy một màn như vậy ba mươi ức người cửu châu lập tức tê dại năm kinh thiên lớn đảo ngược quỳ cầu hoa tư nguyệt phiếu bình bạn đang nghe tại truyện chấm audio mẹ nó nữ nhân này có phải có bệnh nặng gì không mẹ nó sao ngay cả thương lượng cũng không thương lượng trực tiếp đi rồi ta phục rồi ta thật sự phục rồi đây rốt cuộc là ngưu mã xà thần gì vậy có thể thương lượng một chút rồi đi không bình thường liền thương lượng đều không thương lượng trực tiếp tập thể hành động người hoặc là tự thân thực lực đủ mạnh đủ cứng đại thần hoặc là một đám liền đầu óc đều không có đồ ăn gà vậy dựa theo những lời này của ngươi ý tứ chính là chúng ta cửu châu ba vị khiêu chiến này là thực lực đủ mạnh đủ cứng đại thần khá lắm đại thông minh ngươi quả nhiên là danh bất hư truyền a ba người khiêu chiến này là đại thần liền hướng cái kia không có đầu óc nữ nhân hay là hướng cái kia thức đêm tu tiên pháp lực vô biên sắp đột tử bệnh quỷ khi tôi nhìn thấy người phụ nữ không có đầu óc này, cùng với những con quỷ bệnh sắp chết đột ngột, tôi đột nhiên cảm thấy người thanh niên đeo ba lô kia, mang đến cho tôi cảm giác an toàn cực lớn. Mẹ nó! Cái này thật đúng là không có so sánh sẽ không có thương tổn a. À. Tại cửu châu chúng cư dân mạng cảm giác thật sâu tuyệt vọng thời điểm, thần vực cấm địa bên trong trầm lâm ba người, cũng là vừa đi tới, vừa nói chuyện phím. Bạch lão bản, ngươi biết một người tên là Mát sao? đi phía sau bạch nguyệt khôi trầm lâm thuận miệng hỏi mát lắc đầu bạch nguyệt khôi nói không biết vậy hạ đậu và toái tinh thì sao cũng không biết cũng không biết bạch nguyệt thiên đâu chưa từng nghe nói qua hư không công tử vậy ngươi từng hàng ma sao hàng ma chưa từng hàng nhưng hàng nữ khụ khụ cứ như vậy trầm lâm một bên có một câu không có cùng hư không công tử, Bạch Nguyệt Khôi hai người nói chuyện phím, một bên yên lặng đi theo phía sau, quan sát chung quanh. Nhìn ba người nhàn nhã giống như nghỉ phép, cư dân mạng cửu châu bên ngoài thần vực cấm địa, nhau nhau ngồi không yên. Ba người này là tới thần vực cấm địa bên trong nghỉ phép du lịch sao? Không chỉ có cái gì trang bị đều không chuẩn bị. Ta phục. Ta thật sự phục cửu châu chúng ta tại sao lại chọn ra ba người khiêu chiến như vậy xong rồi cửu châu chúng ta ba người khiêu chiến giống như là một tên ngốc cùng hai tên ngốc à đúng còn có ba tên ngốc khi ta xem xong người khiêu chiến của hải đăng quốc ta cảm giác người khiêu chiến của quốc gia chúng ta thật sự là phế vật những lời này ta phi thường đồng ý người khiêu chiến của hải đăng quốc chính là huấn luyện viên của đội đột kích hải cẩu Trước khi giáng Lâm Cấm Địa Thần vực, cơ hồ là đem đồ dùng đến toàn bộ chuẩn bị đầy đủ hết. Lều trại cái gì cần có đều có. Lại nhìn quốc gia chúng ta, một cái là không biết đeo một bao đồ chơi gì, một cái là bình hoa chỉ mang theo đường đao, còn có một cái là hạng sắp chết bất ngờ. Tiểu Chu, các vị huynh đệ, các vị tỷ tỷ, ta cảm thấy đi, Thư dịp hiện tại ba tên đại ngốc tử này còn chưa lạnh. Chúng ta vẫn là trước tự mình kết thúc đi. Dù sao có thể chọn cái chết thoải mái. Vạn nhất đến lúc đó lăng trì. Vậy thì chịu tội rồi. Anh em trên lầu. Suy nghĩ của tôi cũng giống như anh. Tôi định thư dịp vận mệnh quốc gia còn chưa hủy diệt. Tôi đi trước sản khoái muốn chết rồi nói sau. Hảo gia hỏa. Sản khoái chết. Người anh em mang ta một cái. Ta cũng muốn thể nghiệm một chút. Sảng khoái chết đến cùng là cảm giác gì? Nhìn thần vực cấm địa bên trong một đường nói chuyện phím, không công lãng phí thể lực của mình trầm lâm ba người, xem truyền hình trực tiếp cửu châu cư dân mạng, nhất thời cảm giác cửu châu tám phần muốn lạnh. Bởi vì hiện tại trong toàn bộ cấm địa thần vực, ngoại trừ ba người khiêu chiến ở cửu châu, những người khiêu chiến còn lại của các quốc gia đều đang bảo tồn thể lực của mình, hoặc là tìm một nơi thích hợp tiến hành đóng quân lều trại chuẩn bị qua đêm chỉ có người khiêu chiến cửu châu bọn họ đi dạo loạn ở cấm địa thần vực giờ phút này trong phòng truyền hình trực tiếp của chính phủ cửu châu người đẹp chính thức dẫn chương trình băng băng nhìn về phía một bên giả ngoại sinh tồn chuyên gia đức gia hỏi đức gia người đối với chúng ta cửu châu ba vị người khiêu chiến có cái nhìn đặc thù gì sao nghe được băng băng hỏi ánh mắt Đức Gia nhìn về phía Trầm Lâm và Bạch Nguyệt Khôi ở cấm địa thần vực Cửu Châu. Sau đó, Đức Gia dùng lời Cửu Châu sức sẹo nói. Nói thật, tình huống ba người khiêu chiến hiện nay ở Cửu Châu, tất cả đều vô cùng bình thường. Tất cả đều. Rất bình thường. Băng băng có chút nghi hoặc nói. Nhưng Đức Gia. Ba vị khiêu chiến ở Cửu Châu chúng ta, trước mắt vẫn đang tán gẫu lung tung, nếu cứ tiếp tục như vậy, vậy trong cơ thể bọn họ có thể hao hết hay không nếu như ba vị khiêu chiến vẫn tiếp tục như vậy vậy thể lực khẳng định sẽ có tiêu hao nhưng là lấy tình huống trước mắt đến xem tuyệt đối là phi thường bình thường nhìn thấy băng băng trên mặt nghi hoặc đức gia lại nói không biết ngươi có phát hiện hay không các ngươi cửu châu này ba vị khiêu chiến tại thần vực cấm địa bên trong đã đi hơn nửa giờ đồng hồ trong khoảng thời gian này các ngươi cửu châu ba vị khiêu chiến không chỉ không có chút nào thở mạnh, liền ngay cả mồ hôi đều chưa từng chảy xuống. Nói đến đây, đức gia tay phải ngón trỏ, chỉ hướng thần vực cấm địa bên trong trầm lâm, tiếp tục nói. Hơn nữa, vị này gọi là trầm lâm người khiêu chiến, còn lưng đeo một cái ba lô. Cái này ba lô, ta mặc dù không biết bên trong chứa cái gì, nhưng là lấy chuyên chở trọng lượng đến xem, ít nhất có 10kg trở lên. Ở trong rừng rậm này, mang theo 10kg hành tẩu, hơn nữa khí tức cùng bước chân còn vững vàng như thế. Cho dù là ta, cũng làm không được. Liền lấy loại tư chất này mà nói, các ngươi cửu châu ba vị người khiêu chiến này, tuyệt đối là ở chúng quốc gia người khiêu chiến bên trong, xếp hạng top 5. Trao. Sau khi nghe Đức Gia nói những lời này, cư dân mạng cửu châu xem thần vực cấm địa truyền hình trực tiếp, nhất thời kinh sợ. Ánh mắt của bọn họ, một lần nữa nhìn về phía trầm lâm cùng Bạch Nguyệt Khôi, hư không công tử ba người trong thần vực cấm địa phát hiện phản ứng của người sau đích xác cùng tình huống đức gia vừa mới nói giống nhau như đúc ở trong rừng rậm hành tẩu hơn nửa giờ tả hữu hơn nửa dọc theo đường đi còn không ngừng nghỉ tán gẫu trầm lâm ba vị người khiêu chiến này lại thật là ngay cả mồ hôi đều không có chảy xuống một giọt bao gồm cả hư không công tử bệnh ương ương kia cũng là như thế lại nhìn những quốc gia khác thần vực cấm địa người khiêu chiến vô luận là bộ đội đặc chủng huấn luyện viên, hay là được xưng mạnh nhất kiếm thuật kiếm khách, tại trong rừng rậm hành tẩu hơn nửa giờ sau, đã bắt đầu thở dốc, nghỉ ngơi. Loại tình huống này, đủ để chứng minh. Ba người khiêu chiến trói buộc vận mệnh quốc gia của mình, cũng không yếu ớt như bọn họ nhìn qua. Ngược lại, thực lực của ba người khiêu chiến này còn rất mạnh. 6. Cấm địa sinh vật, quỳ cầu hoa tư nguyệt phiếu phiếu đánh giá. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio sau khi nghe đức gia phân tích xong ta đột nhiên đối với quốc gia chúng ta này ba vị khiêu chiến không biết vì sao đột nhiên tôi không muốn chết nữa má ơi bác sĩ đức đúng là diệu thủ hồi xuân người khiêu chiến cửu châu chúng ta làm sao có thể chỉ là người trẻ tuổi cùng bình hoa cùng với bệnh quỷ đơn giản như vậy ba người bọn họ tuyệt đối là đại ca trong đại ca nhất là vị này thoạt nhìn bình thường không có gì lạ nhưng bên trong hàm càng không soái ca thẩm lâm. Ta hiện tại đối với hắn kính ngưỡng thật sự là như thao thao giang thủy, liên miên không dứt. Thật đúng là. Xem cổ cận phong lưu nhân vật, còn mấy các hạ. Có thể ở đây nhìn thấy ngài, thật sự là tiểu đệ cả đời vinh hạnh. Về nhà nhất định phải thắp hương tế tổ, cảm tạ tiền bối tích hạ âm đức. Mẹ kiếp. Lầu trên. Người cái này không khỏi cũng quá giỏi liếm đi hay lắm. Công phu liếm chó trên lầu. Quả nhiên là luyện lô hỏa thuần thanh A, ngay cả một câu lặp lại cũng không có. Thật là. Tuyệt tuyệt tử mẹ nó mở cửa cho tuyệt tuyệt tử, tuyệt về đến nhà rồi. Mẹ nó. Cái gì gọi là nhân tài? Cái này gọi là nhân tài A. Màn đạn trong phòng truyền hình trực tiếp cấm địa thần vực cửu châu, sau khi nghe Đức Gia phân tích và giải thích cặn kẽ, thái độ đối với ba người trầm lâm, Bạch Nguyệt Khôi, hư không công tử trực tiếp xảy ra chuyển biến 180 độ. Từ lo lắng cùng tuyệt vọng ngay từ đầu, biến thành hình thức liếm chó hoàn toàn thống nhất hiện giờ. Đức gia, vậy dựa theo lời của ngươi mà nói, cửu châu chúng ta này ba vị khiêu chiến, mà không phải tại thần vực cấm địa bên trong tỷ lệ sinh tồn, muốn xa xa cao hơn những quốc gia khác khiêu chiến. Băng băng nhìn đức gia, lại hỏi. Ân. Loại tình huống này ta không rõ ràng lắm. Đức Gia lắc đầu nói. Nếu như là rừng rậm bình thường, như vậy cửu châu này ba vị khiêu chiến tỷ lệ sinh tồn, tuyệt đối là cao hơn xa những quốc gia khác khiêu chiến, nhưng là thần vực cấm địa bên trong tràn ngập không biết. Không ai biết khi nào nguy hiểm sẽ xảy ra. Bất quá, lấy tình huống trước mắt đến xem, cửu châu ba vị người khiêu chiến, muốn gia tăng chính mình sinh tồn tỷ lệ, vậy chuyện đầu tiên phải làm, chính là tìm được tài nguyên nước. Bất cứ nơi nào, nước là điều quan trọng nhất nếu như không có nước vậy tuyệt đối sẽ chết đối với vấn đề trí mạng này hơn trăm người khiêu chiến trong thần vực cấm địa đều vô cùng rõ ràng cho nên mục tiêu hiện tại của bọn họ chỉ có một đó chính là tìm kiếm nguồn nước trong khu rừng này chỉ cần tìm được nguồn nước không chỉ có thể giải quyết vấn đề của mình còn có thể trực tiếp gấp trăm lần cụ hiện đến quốc gia của mình trong thần vực cấm địa trầm lâm cùng bạch nguyệt khôi hư không công tử ba người còn đang đi về phía trước tốc độ ba người đi không tính là nhanh nhưng cũng không tính là chậm liên tục đi kém không nhiều hơn một giờ sau ba người vẫn là vẻ mặt thoải mái nói chuyện với nhau thật vui một màn này làm cho ba tỷ cư dân mạng cửu châu vô cùng an tâm rốt cuộc ai có thể từ chối cảm giác an toàn và quyến rũ chết tiệt này vì vậy tất cả mọi người đang nhìn cái này Kỳ Hoa, ba người tổ, tại thần vực cấm địa bên trong cùng nghỉ phép giống nhau, vừa đi vừa trò chuyện. Đại khái lại qua 10 phút. Ba người Trầm Lâm đi không nhiều hơn 10 km. Chợt, Trầm Lâm cùng Bạch Nguyệt Khôi, hư không công tử ba người đồng thời dừng bước. Nhìn rừng rậm phía trước, Bạch Nguyệt Khôi nhíu mày. Công tử hư không ở một bên nhếch miệng cười nói: "Ha ha, số lượng còn rất nhiều mà." Cơ hồ tại hư không công tử vừa nói xong cùng một lúc, khoảng cách phía trước 10 mét rừng rậm vị trí, trong lúc bất chợt, rào rào, rung rẩy lên. Sau đó, một màn làm cho ba tỷ cửu châu trong phòng phát sóng trực tiếp da đầu tê dại, rõ ràng xuất hiện ở thần vực cấm địa bên trong. Chỉ thấy phía sau rừng rậm điên cuồng rung rẩy kia, đột nhiên chui ra hơn 10 con giả lang lông xám to như ngé con. Nhìn ba nhân loại xa lạ trước mắt, Lan vương cầm đầu trong bầy sói nhe răng, trong con ngươi màu xanh biết tràn đầy hung ác đối với bầy sói đột nhiên xuất hiện trong thần vực cấm địa trầm lâm ba người khiêu chiến còn không có phản ứng gì xem truyền hình trực tiếp cửu châu cư dân mạng lại là mất bình tĩnh nằm rảnh giả lan vẫn là một đám giả lan mẹ ơi những con sói hoang này không khỏi quá lớn đi so với sói hoang trên lâm tinh chúng ta lớn hơn gấp đôi người khiêu chiến cửu châu chúng ta có phải quá xui xẻo không? Lúc này mới tiến vào cấm địa thần vực bao lâu? Đã gặp một đám giả lan như vậy. Xong rồi xong rồi. Người khiêu chiến cửu châu chúng ta xong rồi. Mẹ nó. Lầu trên. Ngươi có thể ngậm miệng lại hay không? Các huynh đệ. Ta vừa mới đi phòng truyền hình trực tiếp cấm địa thần vực của các quốc gia khác nhìn thoáng qua. Các ngươi đoán xem người khiêu chiến của tất cả các quốc gia cơ hồ cùng một lúc toàn bộ gặp nguy hiểm chỉ có người khiêu chiến của mấy quốc gia không gặp nguy cơ ta đi đây là thời gian bảo vệ tân thủ quá hạn sao bây giờ đừng quan tâm nhiều như vậy mau chạy đi chạy ngươi sợ là kẻ ngốc đi ngươi có thể chạy qua một đám sói sao nhìn thần vực cấm địa bên trong đột nhiên từ trong rừng rậm chui ra những đàn sói hoang kia, cửu châu tất cả cư dân mạng, vào giờ khắc này cảm giác tim của mình đột nhiên ngừng đập. Tuy rằng vừa rồi Đức Gia nói qua, tổ chức thân thể của ba người khiêu chiến cửu châu này rất mạnh, nhưng mạnh hơn nữa cũng là người. Đối mặt với nhiều bầy sói như vậy, căn bản không có phần thắng. Đúng lúc này, trong phòng truyền hình cửu châu thần vực cấm địa đột nhiên bắn ra một hàng mạng đạn. Kiểm tra đo lường được cửu châu người khiêu chiến trầm lâm, bạch nguyệt khôi hư không công tử tại thần vực cấm địa bên trong tao ngộ cấm địa sinh vật đang phân tích cấm địa sinh vật phân tích hoàn thành cấm địa sinh vật thị huyết lan quần e sinh vật đặc tính e cấp bậc cấm địa sinh vật quần cư sinh vật trời sinh tính cuồng bạo không chỉ có da lông cứng rắn hàm răng còn chứa kịch độc ưa thích ở trong rừng rậm thành quần kết đội cùng nhau săn bắt đồ ăn gợi ý động vật thực vật, bảo vật trong cấm địa đẳng cấp từ thấp đến cao sắp xếp thành e, e, d, d, c, b, b, a, a 7, 10 giây. toàn bộ giải quyết. quỳ cầu hoa tươi. bạn đang nghe tại truyện chấm audio. đậu má. cấp bậc e. đây mẹ nó có phải là màn đen hay không a? À. trên lầu. sao anh đột nhiên có phản ứng lớn như vậy? người khiêu chiến của các quốc gia khác gặp phải sinh vật cấm địa đều là cấp e làm sao đến cửu châu chúng ta lại thành e những quốc gia khác khiêu chiến ở trong cấm địa gặp phải sinh vật đều là e mẹ nó thật đúng là như vậy chỉ có hai người khiêu chiến cửu châu chúng ta gặp phải sinh vật e con mẹ nó đây là cố ý nhằm vào đi dựa vào cái dạng này làm gì xong rồi cửu châu chúng ta lần này hoàn toàn xong rồi xuất sư bất lợi, xuất sư bất lợi a, à? ô ô ô, ta không muốn chết. nhìn thấy hai vị người khiêu chiến của quốc gia mình ở trong cấm địa thần vực gặp phải cấm địa sinh vật lại là cấp bậc e, tất cả cư dân mạng cửu châu lập tức bắt đầu chửi ầm lên. bởi vì ngoại trừ cửu châu ra, người khiêu chiến các quốc gia còn lại gặp phải sinh vật cấm địa trong cấm địa thần vực đều là cấp bậc thấp nhất e, cấp bậc chỉ có cửu châu hưởng thụ đại ngộ đặc thù gặp phải sinh vật cấp e đức gia trong phòng truyền hình trực tiếp cửu châu băng băng nhìn bầy sói trước mặt tuyển thủ quốc gia mình khẩn trương nuốt nước bọt sau đó băng băng xin giúp đỡ nhìn về phía đức gia ở một bên nói ở trong rừng rậm gặp phải bầy sói nên như thế nào tự cứu mình ách cái này cái này đức gia ấp úng nửa ngày cũng không nói ra lời bởi vì loại tình huống này mình căn bản chưa từng gặp qua hoặc là nói chính mình gặp phải bầy sói đều là ở lam tinh bên trong sinh hoạt bình thường bầy sói vô luận là hình thể hay là phương diện khác đều muốn so với thần vực cấm địa những này bầy sói ôn hòa hơn nhiều ngay khi mọi người cho rằng ba người khiêu chiến ở cửu châu sắp bị cấm địa thần vực bắt được nhất huyết và tam sát bạch nguyệt khôi ở phía trước bầy sói đột nhiên nói với trầm lâm ở phía sau tiểu đệ đệ đứng ở phía sau tỷ không nên chạy loạn được ông chủ bạch tôi đứng sau lưng ông cam đoan không chạy loạn đối với lời nói của bạch nguyệt khôi trầm lâm rất là nhu thuận nghe lời cứ như vậy yên lặng đứng ở phía sau bạch nguyệt khôi bất quá hai tay thẩm lâm cũng là đặt ở bên hông chỉ cần bạch nguyệt khôi gặp phải nguy hiểm gì trầm lâm có thể ngay lập tức triệu hoán đế hoàng áo giáp công tử hư không bên cạnh cũng đứng bên cạnh trầm lâm bạch nguyệt khôi đối với hư không công tử không có bất kỳ công đạo nào không biết là yên tâm thực lực của đối phương hay là căn bản không muốn đi để ý tới trao đường đao đặc biệt ở trong tay bạch nguyệt khôi xoay một đao hoa lập tức ánh mắt lãnh diễm của bạch nguyệt khôi nhìn về phía con lan vương cầm đầu trong bầy sói phía trước không phải nữ nhân này muốn làm gì nữ nhân này sẽ không phải là muốn một mình một người đơn đấu những này thần vực cấm địa bầy sói đi. Mẹ ơi! Không thể nào! Mẹ nó một mình đấu với đám sói này. Không phải là đi chịu chết sao? Mẹ nó! Lúc này đừng động kinh nữa. Mau chạy đi. Nhìn thấy Bạch Nguyệt Khôi một mình một người đối mặt toàn bộ bầy sói, xem truyền hình trực tiếp cửu châu cư dân mạng, trực tiếp dọa choáng váng. Kể cả Băng Băng và Đức Gia ở phòng truyền hình trực tiếp cửu châu cũng bị hành động này của Bạch Nguyệt Khôi làm cho cả kinh trừng to mắt. Cô ấy, cô ấy muốn một mình đối mặt với bầy sói này sao? Nhìn Bạch Nguyệt Khôi trong thần vực cấm địa, trong đầu Đức Gia chỉ còn lại một ý nghĩ. Nữ nhân này tuyệt đối là điên rồi. Nhiều giả lan như vậy, cho dù là mình, cũng không dám đối mặt. Băng băng. Ta đề nghị ngươi hiện tại sử dụng đặc quyền, lập tức gửi gợi ý cho người khiêu chiến cửu châu. Nhìn về phía băng băng, Đức Gia Hảo tâm nhắc nhở: "Thưa dịp hiện tại những con sói hoang này còn chưa phát động tấn công, nhanh chóng để cho bọn họ rút lui. Mặc dù không biết ba người khiêu chiến ở Cửu Châu có thể thoát khỏi sự truy đuổi của những con sói hoang này hay không, nhưng nếu bây giờ chạy, đối với bọn họ vẫn còn một đường sống. Nhưng nếu như không chạy, vậy chỉ còn lại một con đường chết. Tốt, tốt. Ta hiện tại liền phát ra gợi ý cho ba vị khiêu chiến Cửu Châu chúng ta." không dám có chút chậm trễ thời gian, băng băng chuẩn bị sử dụng một tuần chỉ có thể nhắc nhở ba lần đặc quyền, nhắc nhở thần vực cấm địa bạch nguyệt khôi ba người, để cho bọn họ nhanh chóng thoát đi. Nhưng không đợi băng băng đặc quyền nhắc nhở gửi đi, thần vực cấm địa trong bầy sói, đầu kia hình thể lớn nhất Lan Vương, đột nhiên phát ra ngao một tiếng tru lên. Mà tại Lan Vương phát ra tru lên đồng thời, trong bầy sói ngoại trừ Lan Vương ra, tất cả giả Lan toàn bộ xông về phía trước mắt Bạch Nguyệt Khôi chúng nó đỏ mắt, dương nanh múa vuốt. Chỉ cần Bạch Nguyệt Khôi bị bất kỳ một con sói hoang nào đánh ngã, như vậy những con sói hoang còn lại sẽ toàn bộ nhào tới trước tiên. Xong đời. Cửu Châu chúng ta sắp chơi xong rồi. Nhìn thấy bầy sói toàn bộ hướng Bạch Nguyệt Khôi nhào tới, tất cả cư dân mạng Cửu Châu, cảm giác trái tim vào giờ khắc này đột nhiên ngừng đập. Cửu Châu chính thức nhân viên cũng là vẻ mặt hoảng sợ hô. Lập tức thông tri Chu Tổng cửu châu chúng ta sắp phải đối mặt e cấp bậc cấm địa sinh vật xâm lấn lập tức tiến vào toàn quốc trạng thái tác chiến nhưng mà ngay tại tất cả mọi người cho rằng trầm lâm bạch nguyệt khôi hư không công tử ba người hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm một màn khiến tim người ta đập nhanh đã xảy ra chỉ gặp bạch nguyệt khôi đối với bầy sói đột kích trên mặt không chỉ không có lộ ra chút sợ hãi ngược lại khóe miệng kia còn gợi lên một vòng ý cười ngay sau đó, Bạch Nguyệt Khôi nắm chặt thanh đường đao trong tay, trực tiếp phóng thẳng về phía bầy sói. Bá Một giây sau, đao quan kiếm ảnh trong bầy sói. Phốc phốc thanh âm cũng là không ngừng vang lên. Trong bầy sói, tay cầm đường đao Bạch Nguyệt Khôi, một đao tiếp theo một đao chặt xuống tất cả giả lan đầu lâu. Ngao, ngao ô. Thấy một màn như vậy, trong bầy sói còn sót lại đầu kia lan vương, nhất thời cục đuôi liền muốn thoát khỏi nơi này nhưng không đợi quay đầu, thanh đường đao trong tay Bạch Nguyệt Khôi, ngay tại bụng một tiếng trầm đục, trực tiếp đâm thủng đầu Lan Vương, hung hăng đóng trên mặt đất. Không đến 10 giây đồng hồ, đám này e cấp bậc cấm địa sinh vật, đã bị trước mắt cái này màu bạc tóc ngắn mỹ nữ, toàn bộ dễ dàng dết sạch. Toàn bộ quá trình sạch sẽ lưu loát, không có bất kỳ dây dưa dài dòng nào. Xem xong một màn này cư dân mạng cửu châu toàn quốc. Trong nháy mắt sôi trào. 8. Thu được bảo rương. Hàn Quốc tuyển thủ tử vong. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Ta 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 thảo. Ta không phải đang nằm mơ chứ. Người khiêu chiến bạch nguyệt khôi cửu châu chúng ta. Cứ nhiên một mình một người dết sạch tất cả cấm địa sinh vật cấp E. Nằm rảnh. Nằm rảnh. Nằm rảnh. Cái này mẹ nó sức chiến đấu bạo biểu A. Mẹ ơi! Vị tiểu tỷ tỷ Bạch Nguyệt Khôi này thật sự không chỉ có bộ dạng đẹp trai. Thực lực cũng là như thế. Quả nhiên. Lỗ Tấn Tiên Sinh nói không sai chút nào. Mỹ mạo cùng thực lực cùng tồn tại. Không được, không được. Ta hiện tại cảm giác bị Bạch Nguyệt Khôi tiểu tỷ tỷ đẹp trai muốn chết. Nhất là nụ cười vừa rồi. Quả thực a à chết ta rồi. Mẹ nó. Cái này thật sự là quá kích thích liền vừa rồi ngắn ngủn hơn 10 giây. Ta cảm giác ta đã trải qua sinh tử của nhân sinh. Ta cùng tâm tình của ngươi giống nhau. Ta cũng là tại vừa mới ngắn ngủn hơn 10 giây. Trải qua nhân sinh lên lên xuống xuống. Thiếu chút nữa không có đem ta kích thích chết ở điện thoại di động màn hình trước. Ta tuyên bố. Từ hôm nay mở. Không. Là bắt đầu từ bây giờ. Bạch Nguyệt Khôi Tiểu tỷ tỷ chính là lão bà của ta, chờ lão bà của ta từ trong thần vực cấm địa đi ra, ta nhất định phải cưới nàng. Khá lắm, lầu trên. Ngươi uống bao nhiêu rượu a? À, sao lại chỉ nghĩ đến những giấc mộng đào giữa ban ngày cũng không làm được này? Các huynh đệ đừng nói nữa, trực tiếp đi theo quy trình. Các ngươi đè hắn lại, sau đó tách miệng hắn ra, ta tiểu vàng trực tiếp rót no hắn. Sau khi nhìn thấy Bạch Nguyệt Khôi rút thanh đường đao đâm thủng đầu Lan Vương ra, tất cả cư dân mạng Cửu Châu vào giờ khắc này đều bị mị lực oai hùng hiên ngang của Bạch Nguyệt Khôi hấp dẫn thật sâu. Kể cả Đức Gia ở phòng truyền hình trực tiếp Cửu Châu cũng bị Bạch Nguyệt Khôi làm cho trận mắt há hốc mồm. Vốn tưởng rằng, đối mặt cấm địa sinh vật bầy sói tập kích, bọn họ Cửu Châu ba vị người khiêu chiến, sẽ toàn bộ chết dưới sự cắn xé của bầy sói. Nhưng kết cục lại làm cho tất cả mọi người trăm triệu lần không nghĩ tới đám sói thoạt nhìn dương nanh múa vuốt hung thần ác sát này đường đao trong tay bạch nguyệt khôi giống như cắt dưa thoải mái cắt nhỏ cái này nữ nhân này nhìn bạch nguyệt khôi trong thần vực cấm địa trong đầu đức gia chỉ còn lại một ý nghĩ nữ nhân này quá kinh khủng ngay tại thời điểm mọi người bị bạch nguyệt khôi chấn động thật sâu cửu châu thần vực cấm địa truyền hình trực tiếp đột nhiên xuất hiện một cái màu lam thông cáo kiểm tra đo lường được cửu châu người khiêu chiến trầm lâm bạch nguyệt khôi hư không công tử đánh chết e cấp bậc cấm địa sinh vật thành công đạt được thêm vào ban thưởng e bảo rương một cái nằm rảnh bảo rương cấp bậc e nhìn thấy màn đạn này cư dân mạng cửu châu trong phòng truyền hình trực tiếp cấm địa thần vực cửu châu nhất thời kinh ngạc trừng to mắt bảo rương trong thần vực cấm địa. Bạch Nguyệt Khôi thu hồi đường đao, nhìn bên chân phản phất như bảo rương trống rỗng toát ra, trong mắt hiện lên một tia tò mò. Cái này, chính là bảo rương. Trầm lâm cùng hư không công tử, cũng tò mò đến gần. Ông chủ Bạch, muốn mở không? Nhìn về phía Bạch Nguyệt Khôi, Trầm lâm dò hỏi. Đương nhiên phải mở ra. Bạch Nguyệt Khôi dùng đường đao trong tay phải, cậy mở bảo rương bên chân mà trong phút chốc cậy rương báo ra, bên tai trầm lâm cùng bạch nguyệt khôi, hư không công tử đồng thời vang lên một đạo tiếng nhắc nhở lạnh như băng. Chúc mừng cửu châu người khiêu chiến trầm lâm, bạch nguyệt khôi, hư không công tử, mở ra e, bảo rương thành công, đạt được đặc thù ban thưởng. Toàn thuộc tính, lực lượng, tốc độ, thính lực, thị lực, mười. Toàn thuộc tính, mười. Nghe được tiếng nhắc nhở bên tai, trầm lâm hơi sửng sốt. Lúc trầm lâm ngay người, bạch nguyệt khôi ở một bên lại đột nhiên kinh hô một tiếng nói ta cảm giác lực lượng của mình vào giờ khắc này đột nhiên cường đại hơn vừa rồi rất nhiều cúi đầu nhìn hai tay trong mắt bạch nguyệt khôi tràn đầy kinh ngạc một bên hư không công tử cũng là lẩm bẩm nói không nghĩ tới cái này thần vực cấm địa khen thưởng lại là thật điểm thuộc tính này xem ra đối với ta không có tác dụng gì a à? nhìn sắc mặt kích động của bạch nguyệt khôi và hư không công tử thẩm lâm cũng cảm thụ một chút biến hóa trong cơ thể mình phát hiện gần như không khác gì vừa rồi bất quá cẩn thận ngẫm lại thẩm lâm cảm thấy loại phản ứng này rất bình thường dù sao thực lực hiện tại của mình chỉ bằng một phần mười đế hoàng hiệp một phần mười mặc dù nghe có vẻ yếu đuối nhưng là trên thực tế lại là này một phần mười thực lực đủ để cho trầm lâm tại thần vực cấm địa bên trong hoành đi phải biết rằng trầm lâm sắm vai nhân vật nhưng là thiên đạo đế hoàng một vị thiên đạo đế hoàng hiệp đại biểu cho thiên đạo nói cách khác giờ phút này trầm lâm liền đại biểu thiên đạo trong lòng trầm lâm nghĩ như thế thanh âm máy móc của thần vực cấm địa đột nhiên vang lên bên tai mình tuyển thủ quyền khuất thần kim thắng nam phát quá xương chết trong cấm địa thần vực tuyển thủ quyền khuất thần kim thắng nam phát quá xương chết trong cấm địa thần vực. Tuyển thủ quyền khuất thần, Kim Thắng Nam, phát quá xương, chết trong cấm địa thần vực. Ba lựa chọn của bổng tử quốc toàn bộ đã chết. Nghe được thanh âm thần vực cấm địa, Trầm Lâm cùng Bạch Nguyệt Khôi, hư không công tử ba người đều là hơi sững sờ. Không nghĩ tới thần vực cấm địa vừa mở ra cũng đã có người khiêu chiến chết ở thần vực cấm địa bên trong. So với Trầm Lâm ba vị khiêu chiến người bình tĩnh phản ứng, thần vực cấm địa bên ngoài các quốc gia cư dân mạng phản ứng, lại là hoàn toàn bất đồng. năm Ta Má của ta nha Chứng kiến bổng tử quốc ba vị người khiêu chiến tử vong tin tức, cửu châu chính thức người chủ trì băng băng, suýt nữa tuôn ra một câu đậu má, may mắn chính mình phản ứng nhanh, vội vàng sửa miệng nói. Bổng tử quốc ba vị thần vực cấm địa khiêu chiến, lại toàn bộ chết ở thần vực cấm địa bên trong. Băng băng thật không ngờ, những người khiêu chiến các quốc gia mới tiến vào cấm địa thần vực không đến 2 giờ. Cũng đã có ba vị người khiêu chiến, chết ở thần vực cấm địa. Hơn nữa quan trọng nhất là, tử vong này ba vị người khiêu chiến, đều là đến từ bổng tử quốc người khiêu chiến. Cố nén nội tâm khiếp sợ, băng băng hít sâu một hơi nói. Cửu châu các vị khán giả, vừa rồi, bổng tử quốc ba vị thần vực cấm địa người khiêu chiến, toàn bộ bất hạnh chết ở thần vực cấm địa bên trong. Hiện tại, để cho chúng ta đem ống kính, tạm thời hoán đổi đến bổng tử quốc truyền hình trực tiếp gian, nhìn xem đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Nói xong, băng băng liền đem ống kính, thành công chuyển đến bổng tử quốc. Cơ hồ tại ống kính hoán đổi đến bổng tử quốc truyền hình trực tiếp trong phút chốc, MC băng băng nhất thời cảm giác da đầu mãnh liệt căng thẳng. Ngay sau đó, trong dạ dày của mình liền bắt đầu phiên gian đảo hải. Trong lúc nhất thời, băng băng cũng muốn đem điểm tâm phun ra không chỉ là băng băng, Đức Gia và tất cả cư dân mạng ở Cửu Châu đều có sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Thậm chí, còn có không ít cư dân mạng tại chỗ nôn mửa lên. Nằm rảnh. Đây mẹ nó là cái gì a à, ghê tởm như vậy? Mẹ nó. Ba cái gậy chết tiệt này. Bọn họ rốt cuộc gặp phải cái gì trong cấm địa thần vực? Sao lại chết ghê tởm và khủng bố như vậy? Sâu thật nhiều sâu a à, ta à, ta hiện tại cảm giác cả người nổi da gà trên lầu anh nổi da gà thì tính là gì con mẹ nó lúc tôi vừa mới nhìn thấy tim cũng ngừng đập rồi không được ta không thể nhìn nữa nhìn tiếp nữa ta sợ là sẽ nôn nôn con mẹ nó ta đã nôn nôn mẹ nó sau khi tôi xem xong cảnh này tôi đoán mấy ngày nay cũng không thể ngủ một giấc an ổn. Thật sự là muốn ghê tởm chết tôi rồi. Nhìn người khiêu chiến ba nước bỗng tử chết trong cấm địa thần vực, tất cả mọi người đều cảm thấy ghê tởm mãnh liệt. 9. Hút máu đĩa Tài nguyên giảm phân nửa, quỳ cầu tươi Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Các vị, các vị khán giả cửu châu Nhìn hình ảnh phát sóng trực tiếp của bỗng tử quốc, MC băng băng cố nén nỗi sợ hãi và buồn nôn trong lòng, rung giọng nói. Tiếp theo. Để chúng ta cùng xem lại cấm địa thần vực của bổng tử quốc. Nhìn xem ba vị khiêu chiến của bổng tử quốc, rốt cuộc gặp phải cái gì trong cấm địa thần vực. Theo sự điều động của băng băng, cấm địa thần vực trong phòng truyền hình trực tiếp của bổng tử quốc bắt đầu phát lại. Thời gian, lùi lại 15 phút trước. Sau đó, quay lại ghi chép hình ảnh bên trong, Liên xuất hiện bỗng tử quốc ba vị thần vực cấm địa người khiêu chiến thân ảnh. Nhìn trong hình ảnh ba vị bỗng tử quốc khiêu chiến, trong đầu mọi người tự động nổi lên vừa mới nhìn thấy kia thắm người một màn. Nhất thời, mọi người hung hăng rùng mình một cái. Không dám nghĩ nhiều nữa, tất cả mọi người một lần nữa nhìn về phía ghi hình. Chỉ thấy, bỗng tử quốc này ba vị người khiêu chiến đang ở thần vực cấm địa trong một chỗ rừng sâu, nghênh ngang đi về phía trước ba người bọn họ một bên đi một bên còn thường thường dùng trong tay đặc biệt chủy thủ rạch một bên các loại ngạc nhiên thực vật tây bác trong rừng rậm này sao lại nóng như vậy a à? một vị khiêu chiến bổng tử quốc đột nhiên mắng to hơn nữa còn có nhiều côn trùng như vậy tây bác được rồi thắng nam đừng oán giận nữa nghe được kim thắng nam oán giận thanh âm phát quá xương một bên từ trong ba lô lấy ra một chai nước khoáng, một bên nói. Chúng ta bây giờ cũng không phải là lúc oán giận. Nói xong, phát quá xương liền vặn mở nắp chai nước khoáng. Mà ở hắn vặn mở nắp bình cùng một lúc, đỉnh đầu trên không đột nhiên rơi xuống, mấy hạt gạo lớn nhỏ màu đen đốm. Sau đó, mấy viên đốm màu đen không bắt mắt này cũng rất là trùng hợp rơi vào trong bình nước của phát quá xương. Cốc cốc. Uống một ngụm nước, Phát quá xương liếm liếm khóe miệng nói. Ngon. Quá xương. Cho ta uống một ngụm. Ta cũng muốn uống. Cái này một bình vặn mở nắp bình thủy, bỗng tử quốc ba vị thần vực cấm địa người khiêu chiến, đều là lần lượt uống mấy ngụm. Mà ngay sau khi bọn họ uống xong nước, thời gian không đến ba phút. Dị biến, nổi lên. Ách. Ách à. Phát quá xương đang bước đi, đột nhiên con ngươi trừng lớn, lập tức, hắn liền vẽ mặt thống khổ cúi người xuống. Phát quá xương một bên hai tay gắt gao che bụng, một bên trong cổ họng phát ra tiếng gào thét cực kỳ thống khổ, cả khuôn mặt cũng bắt đầu vặn vẹo. Quá, quá xương. Ngươi, ngươi làm sao vậy? Nhìn thấy phát quá xương đột nhiên thống khổ quỳ rạp trên mặt đất như thế, hai người khiêu chiến còn lại của bổng tử quốc vội vàng đi qua xem xét. Nhưng không đợi bọn họ nhấc chân đi qua, trong bụng một cổ đau đớn mãnh liệt, đột nhiên từ vị trí bụng thổi quét toàn thân. Trong nháy mắt, hai người khiêu chiến còn lại của bổng tử quốc cũng đang đau khổ quỳ rạp trên mặt đất. Bụng, bụng, bụng. Bổng tử quốc ba người khiêu chiến, bụng đau đến nói chuyện ngữ khí đều đang run rẩy nói. Bụng tốt. Tốt. Đau quá. À. Tại một tiếng vô cùng thê thảm thống khổ tru lên hạ, vị kia phát quá xương bổng tử quốc người khiêu chiến, đột nhiên ánh mắt cùng miệng mảnh liệt trương. Sau đó, bụng của hắn nơi đó, liền nghe được phốc một tiếng. Chỉ nhìn thấy một con đĩa đại khái có kích thước bằng nắm tay của em bé, từ bụng phát quá xương nơi đó chui ra. Đợi đến con đĩa này từ phát quá xương bụng chui ra về sau, lại có trên trăm con hình thể giống nhau lớn nhỏ đĩa, tranh nhau từ phát quá xương bụng nhất nhất chui ra. Đồng thời, mặt khác hai cái bổng tử quốc người khiêu chiến, cũng là gặp phải giống nhau đãi ngộ ngay sau đó, cái này mấy trăm con đĩa, liền dày đặt tê dại bò ở bổng tử quốc ba cái người khiêu chiến trên người, như vampi đồng dạng, điên cùng hấp thu lấy ba người bọn họ máu tươi. Cùng lúc đó, về những con đĩa này bố trí đỉnh màn đạn, vào lúc này từ thần vực cấm địa trực tiếp ở giữa lăng lộn bắn ra. Kiểm tra đo lượng được bổng tử quốc người khiêu chiến quyền khuất thần, kim thắng nam, phát quá xương, tao ngộ cấm địa sinh vật. Đang phân tích cấm địa sinh vật. Phân tích hoàn thành. Cấm địa sinh vật. Hút máu đĩa e. Đĩa sinh ra trứng, trải rộng tại toàn bộ thần vực cấm địa trong rừng rậm, một khi có sinh vật ăn nhầm xuống địa trứng, như vậy những trứng này sẽ ở sinh vật trong cơ thể tiến hành ấp trứng, cuối cùng chui ra sinh vật bên trong, thôn phệ sinh vật máu thịt. Gợi ý động vật, thực vật, bảo vật trong cấm địa đẳng cấp từ thấp đến cao sắp xếp thành e, e, d, d, c, b, b, a, a nhìn xem ghi hình bên trong thần vực cấm địa nhắc nhở, cùng với bị mấy trăm chích hút máu để bò đầy thân thể, cắn nuốt chính mình huyết nhục bổng tử quốc ba vị khiêu chiến, quan sát ghi hình cửu châu cư dân mạng, cảm giác như là rơi vào hang băng đồng dạng. Hiện tại, bọn họ rốt cục hiểu được. Cấm địa thần vực trước mắt này, rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố? Cho dù là cấm địa bên trong cấp bậc thấp nhất cấm địa sinh vật, cũng có thể dễ dàng như thế đưa người vào chỗ chết. Ngay tại thời điểm mọi người chấn động, trong phòng truyền hình trực tiếp của tất cả cấm địa thần vực các quốc gia, một thông cáo màu đỏ đột nhiên sáng lên. Thông cáo: Bởi vì ba vị khiêu chiến của Bổng Tử Quốc toàn bộ đều chết ở trong cấm địa thần vực, như vậy Bổng Tử Quốc sắp sửa phải đối mặt với trừng phạt mà cấm địa thần vực mang đến. Lần này trừng phạt, Bổng Tử Quốc tất cả tài nguyên trong nước toàn bộ giảm một nửa. Năm rảnh. Siết sau khi nhìn thấy thông báo màu đỏ này cư dân mạng các quốc gia nhất thời bị kinh hãi trận mắt khá hốc mồm bọn họ thật sự là trăm triệu lần không nghĩ tới sau cái chết của ba người thách thức đất nước của cây gậy tuổi thọ của tất cả các công dân của nó ngoại trừ tất cả các nguồn lực trong nước đã giảm một nửa cũng là toàn bộ giảm bớt 10 năm hình phạt này là thật hay giả đối với trừng phạt này cư dân mạng các quốc gia có chút không thể tin được nhưng mà ngay tại thời điểm bọn họ sinh ra hoài nghi, toàn bộ tài nguyên trong nước bổng tử quốc lại là ở tốc độ mắt thường có thể thấy được, từng cái trống rỗng biến mất. 10. Hàn Quốc tao ngộ nguy cơ, quỳ cầu hoa tư nguyệt. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đầu tiên, tài nguyên biến mất trong nước bổng tử quốc, chính là Hán Nã Sơn được xưng là một trong tam đại danh sơn của bổng tử quốc. Tiếp theo, tam đại sơn mặt khác một tòa tuyết nhạc sơn, cũng là tại hán nã sơn biến mất về sau, trực tiếp bị trống rỗng tước đi một nửa. Trừ lần đó ra, các hồ nước lớn nhỏ trong nước bổng tử quốc cũng biến mất một nửa. Ngay cả các siêu thị lớn, cùng với các hộ bày dưa chua, gạo, nước. Toàn bộ đều là đồng thời biến mất một nửa. Thấy một màn như vậy, Tổng thống bổng tử quốc trực tiếp nổ phổi. Tây bác! Tây bác! Tây bác! Còn không đợi hắn còn lại nói xong, bỗng tử quốc tổng thống mãnh liệt cảm giác ngực một trận đâm đau ngay sau đó tóc của hắn vào giờ khắc này đột nhiên biến trắng không chỉ là hắn quốc dân bỗng tử quốc đều là như thế bọn họ tại thời khắc này cảm giác được chính mình giấu ở trong cơ thể sinh mệnh lực giống như bị một đôi vô hình bàn tay lớn rút đi tóc thể lực khuôn mặt trong nháy mắt toàn bộ lão hóa thậm chí còn có mấy trăm vạn bệnh nhân bệnh tình nguy kịch cũng là trong lúc bất chợt tập thể chết bất đắc dĩ bỏ mình a à, thập bác sao mặt ta đột nhiên già đi nhiều như vậy a à, tại sao có thể như vậy a à, tôi vừa mới tốn mấy trăm vạn phẫu thuật thẩm mỹ a à, sao đột nhiên mọc ra nhiều nếp nhăn như vậy a à, tây bác tây bác dư chua nhà ta đâu sao đột nhiên giảm đi một nửa còn có đồ ăn khác nữa a à, bệnh viện chúng ta chỉ trong nháy mắt đột nhiên chết hơn một ngàn người thật đáng sợ phát quá xương chết tiệt ba người bọn họ sao lại ngu xuẩn như vậy lại toàn bộ chết trong cấm địa thần vực nếu không phải ba người bọn họ bỗng tử đế quốc chúng ta cũng sẽ không biến thành như vậy tội nhân ba người bọn họ chính là tội nhân thiên cổ của bỗng tử quốc à dưa chua của tôi dưa chua hết rồi hết rồi khi tất cả quốc dân bỗng tử quốc lớn tiếng tức giận mắng, thanh âm cấm địa thần vực lại thình lình vang lên bên tai mọi người. Thông cáo Bởi vì bỗng tử quốc ba vị người khiêu chiến, tại thần vực cấm địa bên trong bị cấm địa sinh vật tiêu diệt, cho nên tại 10 giây sau, bỗng tử quốc trong nước sẽ ngẫu nhiên đáp xuống thần vực cấm địa bên trong e cấp bậc sinh vật, hút máu đĩa. Oanh Nghe được cái này thông cáo, bỗng tử quốc tất cả quốc dân nhất thời cảm giác trong đầu tầm ầm một tiếng vang thật lớn. Tất cả quốc dân, vào giờ khắc này lâm vào khủng hoảng vô tận. Bất quá, cho dù bọn họ có khủng hoảng thế nào, tiếng đến ngược lạnh như băng của cấm địa thần vực vẫn đang đến ngược. 0010 0009 0008 0003 0002 0001 Rầm rầm cơ hồ tại thần vực cấm địa đến ngược thanh âm, đến tới một trong phút chốc, bỗng tử quốc kê long thị bầu trời, đột nhiên âm trầm xuống. Lập tức, trứng côn trùng hút máu đĩa, giống như mưa to, rào một tiếng rơi xuống. Trong nháy mắt những quả trứng côn trùng này rơi xuống đất, từng con đĩa kinh khủng cỡ nắm tay của trẻ con, liền từ trong trứng bò ra. Hút, hút, hút máu đĩa. Trên đường phố, không biết ai rống to một tiếng. Chạy, chạy đi trong lúc nhất thời tất cả quốc dân của kê long thị toàn bộ giống như điên rồi chạy về phía cửa hàng và hành lang bên đường mà những người còn chưa kịp phản ứng lại bị đĩa hút máu gắt gao cắn lấy a à, cứu mạng cứu mạng cứu tôi với thê thảm kêu trên hạ phàm là bị hút máu để cắn lấy người không đến nửa phút thời gian liền biến thành một bộ khủng bố thay khô nhìn cảnh tượng khủng bố xảy ra ở thành phố kê long Lãnh đạo các quốc gia và cư dân mạng đều cảm thấy như rơi vào hang băng. Cả người đều lạnh đến phát trung. Nhất là cư dân mạng Cửu Châu, lại càng nghĩ mà sợ. Ta hiện tại thật là cảm giác vô cùng may mắn a, à, may mắn ta sinh hoạt tại Cửu Châu. May mắn quốc gia chúng ta người khiêu chiến không có tại thần vực cấm địa tử vong. Nếu không thì cùng bổng tử quốc kết cục giống nhau. Hừ. Bổng tử quốc gặp phải loại chuyện này chính là đáng đời. Nói không sai. Bọn họ cả ngày chơi bẩn, hiện tại đáng đời bọn họ gặp báo ứng. Xong rồi. Lần này bỗng Tử Quốc không thể xin di sản nữa. Nói thật, sau khi ta xem xong cảnh ngộ của Bổng Tử Quốc, trong lòng không chỉ không có chút đồng tình nào, ngược lại còn hết sức sảng khoái. Hận không thể hiện tại đi siêu thị mua mấy sâu pháo đốt một chút. À, trên lầu anh chậm quá. Tôi đã mua ba sâu pháo đại hồng bào. Bây giờ chuẩn bị đốt. Tại Cửu Châu cư dân mạng đối với bổng tử quốc tao ngộ cảm giác sâu sắc, đồng tình, thời điểm, Cửu Châu chính thức phát sóng trực tiếp trong phòng, MC băng băng hít sâu một hơi nói. Cửu Châu các vị khán giả, bổng tử quốc bên kia tình huống vừa mới đã xác nhận, bổng tử quốc quốc nội sở hữu tài nguyên, toàn bộ giảm một nửa. Trừ lần đó ra, tuổi thọ quốc dân bổng tử quốc cũng là tập thể giảm bớt. Trừng phạt cấm địa thần vực này, thật là quá kinh khủng. Nói xong, băng băng ánh mắt nhìn về phía thần vực cấm địa phát sóng trực tiếp gian, trói định chính mình quốc vận ba vị người khiêu chiến. Bất quá vạn hạnh, chúng ta cửu châu ba vị người khiêu chiến, thực lực tương đối có lực. Đối mặt thần vực cấm địa bên trong cấm địa sinh vật, không chỉ có lông tóc vô thương, hơn nữa còn vô cùng nhẹ nhàng hóa giải nguy cơ. Nói đến đây, băng băng cười nói. Quan trọng nhất là chúng ta cửu châu ba vị người khiêu chiến, còn đạt được e cấp bậc bảo rương. Ta hiện tại cảm giác chính là một chữ sẵn. Hai chữ. Thật sẵn. Ba chữ. Sẵn muốn chết. Trên lầu. Cảm giác của tôi bây giờ cũng giống như anh. Mẹ nó. Người khiêu chiến cửu châu chúng ta chính là mạnh mặc dù gặp phải cấm địa sinh vật là E, cấp bậc, Nhưng một cái đối mặt trực tiếp dây. Hơn nữa còn đạt được bảo rương đầu tiên khen thưởng. Quả thực chính là vu hồ cất cánh. Vốn tưởng rằng bắt đầu là địa ngục khó khăn. Kết quả làm cho ta trăm triệu lần không nghĩ tới chính là. Cửu châu chúng ta bắt đầu lại là cực dễ. Ha ha. Bạch Nguyệt khôi tiểu tỷ tỷ, Ngươi chính là thần của ta. Các vị, để biểu đạt lòng biết ơn của ta đối với ba vị khiêu chiến cửu châu chúng ta. Ta muốn tự mình hát cho bọn họ một bài. Nghe ta nói cảm ơn. Ta cảm ơn mẹ ngươi. Câm miệng. Mau câm miệng. Gia hỏa tốt. Gia súc trên lầu. Ngươi con mẹ nó nếu dám hát lại bài hát này. Lão tử có thể tổ chức thành đoàn cùng nhau đánh ngươi. Hoặc là đưa ngươi đến bổng tử quốc.